nay mình sẽ đi đua xe. Có tiết mục xí xí anh cameraman ốc vô địch canty sắp gặp tai nạn xe đầu tiên. Tụi mình sẽ đang mua vé. Mày mất có thêm cành là bởi là mình không quay. Chị cái áo mình chọn đi. Chị yeah. Xe này là vận tốc tối đa bao nhiêu? Ghê ghê. Đồ tiếp mua cho. Đủ bác sĩ á. 60 à. Tôi dối trẻ. Trời ơi. Hiện nhau với lên đây chúng ta đâu biết một được. Một cục bông một cục than. Li li li. Nón bảo hiểm của bảy mà bác sĩ cầm. Tại sao? Cái này là sao? Không hiểu luôn á. Ủa đã vậy? Sao có được cái này vậy? Chạy không? Làm sao để có được cái này vậy? Nhắn vô, mua. Nói gì ngu vậy? Nhìn giống khoa học bình tử vậy á. Giống Rinny Man không? Bảy sao nhìn thấy mày nhà khoa học rồi đó. Tại vì nó... Sao không nhìn thấy con keo? Nhà khoa học ốc gì được. À, đi về đi mình thiếu cái này rồi. Cái tiêu cửa xíu gì? Chết đục đi. Nói xem. Nói cái tim đi đi. Không vô đâu. Không, không cần thế. Không có xíu. Vậy quá. Xong quay về. Khỏi xe. Khỏi xe. Khỏi về luôn chị. Gú. Đâu không biết sổ rồi bắt sổ hoài. Bây giờ tính tiền. Đây là bảy tiền đâu. Sao mày tiếp bị nhìn ngầu quá ta. Tự nhiên kêu tôi đang ngầu. Em thích cái giày xích nè. Xích nãy hả? Thôi chơi không? Chơi không? Thôi anh tiếc nghĩ sao anh tiếc vậy? Lại máng vô nữa hả? Phải kéo đất chi mình tiếc bây giờ. Đi. Hai đi đua xe vậy luôn. 220 hả? Nắc dữ vậy? Cái tim của xíu. Đừng đợi các bạn à. Đây đang quay clip của bắt cầm. Ủa cái gì? Có ai nào không xài đem dữ hả? Đang quay hả? Ừ. Mặt tao nó mặn, nó có đủ hết đâu. Cái này bình thường là bập rồi đúng không? Quay cái này, chế độ này là cái mặt nó bành ra hai bên nữa. Chết tao rồi. Trời ơi, sai làm sao mà cứ bụi lên đó. Hơn chút xíu bụi đó. Lứa nào lấy lộ. Biết mày lấy lộ đúng không? Thầy nè, mày lấy lộ mà đeo ngu. Trời ơi, ngu đi. Cái này không? Trung lấy cái được qua rồi. Hai cái chỗ này đó, cái coi liền. Bị nhau phải nó nhìn nó lạ. Chó bị chửi lên. Nó lạ, bao tay đói rồi, bây giờ đeo bao tay được nhúng. Nó chơi bia, ở Nhật Mẹ lắm. Bia cũng được, bao tay nó chỉ có cái kia mà. Sao vậy? Mà, nãy em mới lấy qua, anh lấy hai cái. Cái nào vậy được? Hai cái khác nhau mà. Đúng rồi. Nhau mà. Nhau. Nhau. Bà. Bây giờ đi đổi cái này. Nhau hết bà. Cái bên máy ấy đó. Thầy chứ. Đi chơi rồi. Cái này cho biết trí. Chúc anh vui vẻ. Hôm nay không được. Chưa. Tiền là bài hiểu để luôn thăm được nhất phải được không ai chứ không. Đây là gì không mua về đây không trong mini đây là nè giờ còn tiền nó còn năm ngàn là mười bốn tiền đó. một lần nữa cái có trò bên này đẹp hơn nè. Ờ, đang nhìn chỗ xe nè. Vậy là ấy. Thì ra mày phát qua thôi mà có lồn gì đâu. Đúng vô. Nhìn cái gen gì? Thử sát vô. Sát vô coi. Ừ, đó. Được không? Phát tay coi là 7 coi. Lẹ ơi. Kỳ lắm. Đi quá đáng rồi. Đeo bạn bè ra lộp công viên. Phát tay vô. Thế là đeo bạn bè ra công viên. Phát vô. Phát vai thôi cũng được. Đâu có cần là ông đeo hay gì đâu. Phát vai không? Để lên. Ừ, đó. Đó. 2, 3.
mẹ nó mệt chết luôn. Vô chuồng chó vậy. Bây giờ tụi mình sẽ tới khâu chuẩn bị, mang đồ vô và đi đua.
Được. Đảo quá. Đảo quá. Anh em ơi. Em đi cũng ngại. Bé đấy bị tao bực lâu luôn. Mới đầu mọi người có xe không biết cái rí một phát bùng một phát mát. Mọi thứ sập xuống giống như là lâm trời lỡ đất giả tiết mật. Chạy đã thì chứ. Xong rồi hả? Cái gần cuối hết giờ cái tay nó rụng rời vậy á. Đúng mỏi luôn á. Nên là đổi nghề đua xe không? Thôi. Bẻ cái vô lăng quá, bị đụng cái đầu văng qua văng lại bẻ cái vô lăng muốn phẩy cái tay luôn á. Vậy sao lấy ô tô chở Vy đi chơi được? Ô tô nó nhẹ hơn mà. À. Người ta nói rồi, mà khỏe mệt lắm. Chúc mà đã. Tao coi cái này là gì á? Để luôn nếu mới đụng xong. Giờ hai là đụng nhẹ đau bốn rồi. Tao. Vậy. Nè, xe nè. Con em về nhất mà vậy. Có 3 phút à. Nhưng mà mày rao 2 còn lục ghen chạy tới rao 4 luôn rồi. Không, cái này là 1 rao à. Ừ. Mỗi người nhất 2 lần. Sao mua lại con thăm vậy? Hiểu rồi, cả mẹ nếu chị nói môi bảy vậy. Môi bảy vẫn thăm nữa. Nếu cứu được cái môi con bảy vậy. Nè. Đây. À, tụi mình đã đua xe xong rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi ăn. Chắc là sẽ đi ăn nướng. Nè, cái mặt của mình nó vẫn còn nè. Nhưng mà phải make up che lại. Bây giờ mình sẽ đi tìm con xí mập với lại KL7 và caramel của 7. Đây. Ai cũng bấm điện thoại hết trơn. Mặt bé Vy xấu xí tích mập thì ghê. Mỗi Vy xấu xí thì cái gì đâu, đẹp mà dễ thương mà. Thích làm gì vậy? Quay clip. Thôi quay clip cho mấy con ngựa trước khi ăn, ngồi ngựa ngựa nữa. Người ta cột bắp lên để ăn cho ngon cái bộ. Chị Mai ăn gì vậy? Cơm hả? Nào rồi đấy. Lần nào mình ăn kinh BBQ mình cũng ăn canh kim chi trước. Nhưng mà ở đây thì sẽ có thịt nè. Đó, thấy không? Sẽ có thịt không? Người ta tưởng cái này tao lấy mà. Rất là ngon. Dạ, thấy đấy. Lâu lắm rồi. Có 1 giây rồi. Nó quay clip ăn uống mà show mặt như thế này. Chắc hẳn là mọi người cũng mong muốn tôi mặc khẩu trang ra đúng không? Đánh 10 cái phấn nên mới che được. Cho nên mấy ông nhớ donate tiền cho tôi mua phấn nha. Hợp lý không? Nãy mua phấn hết chưa? Hợp lý không? Mấy chè mà phải mua phấn vậy? Mua phấn này đắp thuốc vô hết rồi. Thì phải mua test mua thuốc chứ. Nhưng mà uống thuốc thì không mua phấn thì sẽ mang khẩu trang. Đi mua nó hết thì khỏi đeo khẩu trang. Nhưng mà trong thời gian chưa hết thì sao? Phải đồ nét gấp đôi. Đúng rồi. Mua thuốc, mua hợp lý không? Hợp lý không? Có hợp lý với anh em à? Đồ nét thì mua khẩu trang nhanh hơn. Điên không? Rồi mãi mãi không hết à? Đi, mất dạy. Cầm âm mưu. Đeo khẩu trang nhìn ngầu hơn nha. Chó tao là 7. Dẻ cái mặt cái Vy lên khẩu trang. Mà xăm không mang khẩu trang không xăm xăm những cái nốt này màu trắng. Màu da người hay vậy. Đèn hòn thì chứ 7MT siêu phẩm, siêu phẩm thịt nè, cà rốt nè, kim chi nè. Đây là nó gì quá đây? Nhưng nó đếm tin được. Đây là gì quá đây? À ngó sen, ngó sen, ngó sen. Cái này hai nó cho mấy mà hạt sen nữa là sen nữa. Cái gì vậy? Đừng có để hạt sen. Bỏ thêm miếng coca vô nó vậy. Đau bụng quá. Sao đau bụng luôn á, đồ ăn được không à. Thêm mực nữa nè. Đó. Hello mẹ. Nóng lắm, miếng mực nóng lắm. Đây 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 đây. Mình có cần thay đổi một miếng salad cho nó bự hơn để cứu được không? Không, miếng này được rồi, salad bự quá nó không được. Đó, sắp vô rồi, sắp vô rồi. Rồi chấm đâu, rồi chấm đâu. Được rồi. Đó.
ngon nha, lấy dây thun bột vô nữa. Gà là bảy á, nó nghe nè, xỉ này có ấn tượng tốt về bảy á. Sau pha này là đi mẹ. Bây giờ bảy luôn, sau này nó lên ra vào. Rồi luôn á. Pha này là vị trí cũ phải không? Vị trí cũ. Không được, không, cái đồ chấm chỉ lấy đồ chấm này thôi. Đó. Ví dụ nha. Chết mẹ ơi, trời ơi, cái mẹ cà rốt này nó ngu liền quá. Cắn nữa ai cắn nữa. Cắn nữa rồi nhả ra. Nhả luôn, nhả luôn. Nhả luôn. Cái trước kìa. Tục kêu rồi. Không, cái tục kêu ơi. Tục gì? Tục sen trọng á, nó rớt à, cà chua. Cái nhỏ nha. Rồi. Chứ bự quá nó. Nhỏ thôi, bự bự quá. Nè nè nè, cục này nè. Được được. Rồi rồi. Cục này nè. Tục quá mày. Rồi. Rồi. Mini thôi. Rồi rồi. Ta-da, ta-da. Em ơi. Đây là combo. Em ơi. Cái gì? Em cần ăn đi. Sao cầm hết được trời. Cái đầu gì vậy? Đó cà chua hả? Ừ. Chạy cái vô.